mày 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 Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà, bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà, bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan u ám mà bị cõi vong linh. Cô ấy giữ đang tu luyện tà thực tà đạo, hại người hại mình. Hiện tại thì Lâm đang ở núi Trà Sức, một cái vị trí mà Lâm trở lại một cái thất am, những ngôi nhà bảo quan đây nè. Cho ngón tay của Lâm nè. Thì khá là lâu rồi Lâm đã giúp được cái dòng quỷ dữ chú bắt hại hai cái dông nhi đó. Thì tầm khoảng chắc cũng tháng mấy, hai tháng mấy rồi Lâm mới trở lại. Này Lâm trở lại đây thì tìm cái dòng đó coi, coi gặp cái dòng đó không để mình giúp đỡ họ nha. Giờ thì đi thôi nha mà bác nha. Giờ thì không nói vòng vòng nhiều, nó mất thời gian lắm. Lâm sẽ vào trong cái căn nhà này luôn nha. Như vậy nha mọi bác ha. Vào đây cả. Ôi trời. Chuyện mà bác. Ôi. Ai vậy? Thôi mình đặt cái máy xuống coi. Thấy không? Đó. Lâm đặt cái máy xuống à. Giao tiếp có được không? Xin chào. Chào. Chào nha. Chào dông người hả? Xin chào. Làm gì dữ? Quỷ làm dữ rồi. Bỏ đồ xuống rồi. Làm không dữ rồi gì? Không bà bắt. Sao nó không dữ quá gì? Kỳ gì? Ai vậy ta? Người hay là dông vậy ta? Là mà chỉnh cái máy lại kìa. Ủa là giống kỳ. Làm giống dữ rồi. Là nó dí mình nữa hả? Dí trời luôn. Chào nha. Không phải gì. Nó cần giúp đỡ gì không? Nó đây giúp đỡ cho nè, đừng có dí nữa. Xin chào. Dữ quá mà. Hồi tướng quá quá cũng khỉ. Mày dí tao nó hơi nhiều quá. Tụi tao hả? Tụi tao hả quỷ? Dí vậy mệt quá. Mày giúp đỡ không? mày chơi tao mày. Đứng. Mày. Thế này giúp đỡ thôi à, làm gì đủ chưa? Hả? Không dữ à? Không dữ. Hung. Tao đá mày cái này nó giỏi dịp. Đến. Mày hả mày? Mày không chơi tao hả? Đồ quỷ. Ôi da, trời ơi. Ôi, chống thịt luôn.
Dũng cái gì dữ trời. À, à. Mày, mày, mày. Mày khai khẩu phải không? Khai khẩu. Ê, em đi lâu đây mày. Ra đây. Ai? Vô đây làm gì? Tày hết trơn. Té tày hết trơn nè. Mày mày. Mày mày. Này, mày mày. Ồ đau quá. Đau hả? Đau hả? Hồi xưa bây giờ giúp đỡ Dung Linh làm gì dữ vậy? Cần tôi giúp đỡ không làm gì dữ hả? Hả? Đồ quỷ không? Bắt đầu mẹ không nói. Nó nói rồi đó. Nó bụng không? Có cơm kìa. Có cơm bánh trái ăn xong rồi giúp đỡ cho. Chứ sao thì mới chịu nghe. Hả? Tức quá. Tức, tức sao? Chắc mấy chục năm nay rồi. Ờ, rồi sao? Giật giỡn giỡn hoài. Ờ. Không biết bị nghiệp gì. Ờ. Không có ăn, không đói. Không ăn, không đói ha. Giờ giờ muốn gì? Tôi muốn. Muốn thành người, muốn thành người. Thôi kiếp quỷ phải không? Có tài cán gì không mà làm quỷ vậy? Không, không tài cán hả? Chạy qua chơi lợi chơi vậy. Sao không dữ quá vậy? Hồi té chúng nào mà chạy tay dưới. Ồ nó bén nè. Nè chắc chúng cái này quá. Ghê quá. Thầy cần giúp đâu không? Tôi là tự giới thiệu, tôi là pháp sư nhỏ xíu xíu. Có thể giúp ông mà chuyển kiếp thành quỷ, không không thở quỷ nữa. Chuyển kiếp thành quỷ hả? Ờ. Hỏi. Bà đang là quỷ mẹ giúp chuyển kiếp thành quỷ làm gì? Ơi lộn. Mày quánh đi sẵn rồi. Mày giật quá lộn, mày quánh sẵn rồi. Nói lại. Lộn nói lại. Tôi tự giới thiệu, tôi pháp sư nhỏ xíu xíu, chuyên gia giúp đỡ vong linh, vong hồn chết quan chết tức, chết lâu năm không được siêu thoát để chuyển kiếp thành người. Hiểu không? Được. À. Chứ mày đừng giúp tao thành quỷ nữa. Tao là quỷ. Quên, lộn làm dữ. Giao còn giúp không? Sư uống thuốc chưa? Thuốc gì? Thuốc quên hả? Bệnh rồi, bệnh không gài nè, uống thuốc rồi mới uống nãy. Sáng thì chưa uống. Sáng uống rồi. Quỷ rồi giúp thằng quỷ. Rồi. Tại vì tao đi chơi à. Không giúp gì có gì cho tao ăn không? Sao nãy nó không đói mà. Thật xạo đói hay bà là cảnh cảnh quỷ. Có. Đi ngoài chơi đi. Tên gì à? Còn sống tên gì? Ờ tên Thang. Thang sao trắng quá vậy? Đen thùi điện thủi sao trắng vậy? Cái mặt nó trắng bóc luôn. Phải cho bà ăn đi. Rồi thì muốn nói gì mà nói, còn không cho ăn thì đi về đi hả? Ờ về đi chứ. Đang trắng thì kệ tao. À đi ngoài đây. Trời ơi quỷ ông bà bắt coi nè. Trời lại gần nhân mặt bắt coi nè. Cái con quỷ nè. Nó làm cái nhà đầy nguyên đường nữa nha nè. Ai, nhưng mà không sao. Nhầm nhòi về pháp sư đâu. Mình đây cũng khỏe rồi. Cậy đi. Giờ mình sẽ tiền cái vị trí nào đó mình đặt ra nghi thức mình cúng cho nó đi. Rồi đó mình giúp đỡ nha. Chắc làm nó kiếm cho là mát mát. Hôm nay chỗ này cũng hơi mát. Ăn vào ha. Rồi, dạ. Giờ làm mà dọn đồ cúng nha. À, thì có cái chỗ này được nè. Cúng chỗ này đi. Chỗ này nó mát nha mọi bác ha. Rồi, sẽ dọn cúng ngay đây. Ở trong rừng thì em không có đem đồ ấy. Quỷ này đúng là quỷ, nó biến thành thân người luôn mà bởi dân người vậy. Trời ơi. Đi trời. Chứ nó chạy không kịp.
cũng như là nó mình giúp đỡ nha. Trời không nói sớm quên khai khẩu rồi đó. Ủa dí chạy cũng xúc vườn luôn. Chị tình cũng chết luôn. Hiện luôn, giữ mà cố luôn. Đồ phú quý giữ thì làm lòng mất miếng muốn già luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Đại Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh gia chủ tổ thần thổ địa các chư vị thần nơi đây, đặc biệt là cái dòng mới thời hãy dùng bánh trái để giúp về chùa tu lành tu hiền sớm lo thay chứng kiến thần người nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông này ông tên gì nãy nói quên mà kệ ông tên gì đi, hãy dùng bánh trái để giúp cho nè. Chào. Trên thang cảm ơn pháp sư, đâu biết mày là pháp sư. Ôi. Có gì đừng buồn ta không biết mà mới tới đây ở mấy ngày nay, biết không ai tới đây à? Tôi biết mày là ai. Tôi cảm ơn pháp sư nha.
tới đây giờ nó cúng, giờ nó làm gì nữa ta. Rất muốn được siêu thoát kiếp quỷ kiếp ma, không biết đi về đâu. Nghe ta hưởng phần cơm bánh này, ta nhờ pháp sư chỉ cái đường cho hướng ta thoát, thoát được cái kiếp dâm hồn này thôi. Cái quỷ kiếp ma này làm sao thoát được đây? Cảm ơn bác sư này. Cơm bánh này à, ngon quá rồi. Đa tạ bác sư. À, này gặp bác sư tốt quá ta. Thôi vậy để em hồn con la dùng no đủ rồi, ấm áp rồi. Cảm ơn bác sư nhìn ơi, tới nơi cái nơi này cúng cái tâm phần này rất là ngon, ta rất là biết ơn của những người. Không biết làm sao đây, biết pháp sư có trở lại không. Xin chào. Ồ, xin chào. Dạ. Ông à, sao không trở lại đó ha? Ngon không? Tôi tưởng không đi luôn rồi. Ngon. Ngon ha. Cảm ơn. Cảm ơn gì đâu mà có gì đâu, cảm ơn. Tưởng là có làm dữ quá thì không có gì, cũng cũng buồn tôi ha. Không. Rồi có cần cho hỏi này hay sao, cái mặt nó gì à? Ừ, bị chết đốt, bị chết cháy. Vậy hả? Giờ có muốn ra tôi giúp đỡ cho cái mặt bình thường lại xong rồi ông kể coi chuyện sao ông chết rồi tôi giúp ông được không? Giúp ông về chùa tu. Vậy không? Tôi cũng đang thắc mắc. Thắc mắc gì? Cái này để kể cho ông nghe. Tôi không phải là cái người cái dân ở đây. Ừ. Ở xa đây đó. Tôi ở ngoài miền Tây, Tây Nguyên á. Ừ. Tôi là chủ một cái vựa bán than á. Ừ. Tôi gom mấy cái cây trong rừng á. Rồi sao? Chắc là đốt.
đốt thành than quá tôi là chủ vườn than tôi tên than tên than luôn rồi không lạnh ha thì vào một cái bữa đó là tôi chết vợ con tôi chết hết luôn sao chết à không biết vì lý do gì thì cứ hàng ngày hàng tháng hàng năm tôi làm nghề cũng mấy chục năm rồi chắc là 50 tuổi chắc 30 năm nay biết dơ giấc dưỡng từ ở ngoài cái miền Tây Nguyên đó vùng cao nữa rừng núi cây cối nhiều lắm đó mà đó trồng bơ trồng cà phê nữa kia không làm sao mà trồng than là làm nghề bán than kìa tôi lấy cây của rừng lấy cây của rừng vừa ra chắc thành đống rồi đó mới đốt nó cháy nó mới thành than rồi mới bán cho đem xuống ở dưới truyền núi bán nhà tôi ở trên cái vùng cao lắm thì tôi chắc như vậy đó tôi cũng làm hoài vậy đó sao mà làm nghề bao lâu rồi tôi làm hồi lúc mà chưa có vợ con vậy ha trời tới lúc có vợ con luôn là làm là bao nhiêu năm làm khoảng 30 năm 30 năm nay thì không biết mấy sao tôi nó gây lên cái nghiệp gì mà tôi phải bị chết cháy tội vợ con tôi thì tôi cắt cái trại ở gần gần cái chỗ mà cái vừa để tôi đốt than đó thì hàng ngày là tôi cũng phải đốt hoài cho nó cháy nghi ngút vậy. Thì ở trong đó nó có rất là nhiều con vọc nó chui vô đó nó ăn hết trong đó chết hết luôn rồi thì nó cháy từ từ cái bữa đó tới cái bữa mà tôi bị chết con quý nó khiến xu sao cháy dần cháy từ từ nó liên phi cái lan qua cái trại của tôi ở luôn vợ con tôi nhớ nó tôi đâu có chạy kịp chứ nữa liên phi mình nghĩ là nó cháy từ từ giống như cái ngọn lửa mình nhen nhúm từ từ vậy đó không có nghĩ là nó bốc lên nó cháy một cái chết bị chết đốt luôn hết gia đình luôn rồi vợ con được mấy đứa con à có một đứa con chết luôn nhỏ luôn với con vợ chết hết rồi ông lưu lạc ở đây rồi vợ con không ở đâu dòng cái dòng hồn vợ con không ở đâu vợ con tôi không biết nó đi đâu không biết luôn hả chết xong là mạnh ai đó hồn phi đi đâu đi à đúng rồi tôi thì đi lang thang 30 năm nay rồi đó từ ở ngoài cái Tây Nguyên đó tôi cứ lang thang đi đi theo cái thấy chỗ nào hoang vu hoang vắng tôi mới tới đây mấy ngày tới đây 10 ngày rồi anh lúc anh chết anh nhiêu tuổi 50 tuổi rồi vợ anh vợ tôi nó nhỏ tôi cưới vợ giống như là tôi bắt vợ vợ tôi mới 30 tuổi rồi con được nhiêu tuổi rồi còn được 2 tuổi nghiệp quá ha thì do cái nghiệp gì đó cho nên ông mới chết như vậy thì do cái đời mà mình trả nghiệp vô đời trước thì cũng tôi là gieo duyên tôi gieo cái duyên ác gì đó tôi đang thắc mắc với ông thắc mắc cái gì tôi làm cái nghề như vậy đó nó có không có hại gì cho ai sao mà 30 năm nay tôi không có được siêu thoát không rồi chừng ông có hại mấy con vật á ông đổ một cây phá rừng nữa là cũng là hại mấy con vật không có chỗ ở nè rồi hại mấy con vật
nó có còn, có số còn nó chết nữa. Rồi có khi không có đi rừng rồi giết con này giết con kia không? Đi ruộng là lấy củi làm than á, hay là than mình ta để người ta làm cho mình về mình đốt. Tôi là chủ, có mấy cái người mà nó gom cây trong rừng đó xem là nó giao với tôi. Nhưng mà thì cắt thành một đống đi, rồi mới đốt than. Mà sợ mấy con này cũng kia đi rắn rồi nó chui vô trong cái đống cây. Rồi tôi vô tình tôi đốt nó cháy chết. Nên tôi mới mang cái nghiệp không có siêu thoát được 30 năm đó. Chắc vậy rồi đó. Thì bây giờ không biết vợ con ở đâu mà đi giúp được, tôi giúp ông được rồi đó. Nhưng mà không biết làm sao mà giúp được vợ con ông đây. Thì để tôi coi chừng vợ con ông còn ở ngoài đó không anh? Chưa có vô đây. Vợ của tôi nó là cái người Tây Bắc. Tại ông ngoài đó có phong tục bắt vợ. Ngoài đó tôi bắt nó còn trẻ. Mới 18 tuổi tôi bắt về làm vợ tôi rồi. Tôi thì cũng người miền Tây Nguyên. Tôi nói chuyện nó nghe nó cứng cứng. Thì lúc mà bị quả quạng rồi chết cháy vô cái trại đó, thì cứ giống như là bị hồn phi phách tán rồi, tự ai nó đi. Chứ giờ tôi cũng không biết vợ con tôi đâu, tôi lo cái thân tôi chưa xong. Hiền chi lại ở chỗ này cũng ngon im ha, sợ lợi phá mà lợi gặp tôi mới đuổi. Thôi bây giờ gì nè, tôi giúp ông làm một khuôn mặt lại bình thường như lúc còn sống, sau đó giúp ông về chùa tôi làm từ thiện sớm đầu thai thành người ha, chịu không? Vì là tôi có cái cơ hội được làm người luôn ha. Đúng rồi, chắp tay lại tôi làm cho khuôn mặt này. Biết rồi đó, thấy không? Cảm ơn ông pháp sư ghê. Tôi mượn gì, đó là trách nhiệm của tôi làm. Thôi ông phải xin lỗi tôi vô đây. Ông cũng chết rồi. Tôi có xin lỗi ông rồi mà. Vậy hả? Giờ tôi giúp ông về chùa tu ha. Vậy đó thì hương hóa nhang, trà, cơm, trái cây, bánh cũng đầy đủ cho mình ấm no. Sau đó mình cứ việc tu niệm 6 chữ Nam Mô Phật. Rồi một thời gian dài tự động sẽ chuyển kiếp, đầu thai thành người. Đó, vậy đi chứ giờ ông đi lang thang là ông không được siêu thoát đâu, không trưởng kiếp thành người đâu. Sống đây mấy chục năm, cả trăm năm nó cũng vậy thôi. Mà giúp ông về ngôi chùa đi, rồi sau đó tôi sẽ cố gắng có thời gian sắp xếp, tôi sẽ ra ngoài đó. Tôi đủ duyên tôi sẽ ra ngoài đó, tôi tìm vợ ông và tôi giúp sẽ vợ con ông. Cho hỏi là vợ ông tên gì, vợ con tên gì, ông nhớ không? Con tên là A Đạt. Vợ tên Lệ Mẫn. Vậy hả? Thì nãy nói ông tên gì để tôi biết coi. Tôi tên Thang. Rồi nói vậy là gặp vợ con như vậy, gặp hai mẹ con thì nói ông là chồng vậy là sẽ biết đúng không? Thì bây giờ chắc không nói với ông nhiều. Tôi sẽ giúp ông về một ngôi chùa tu luôn. Cái trưa này ngồi cũng nắng quá, ngồi học phải nó tán đó. Giờ thì chắp tay niệm 6 chữ Nam Mô Phật đưa ông về chùa tu luôn nha. Tôi cảm ơn pháp sư nha, pháp sư. Chúc ông mau gì đó tu thành chánh quả, chứng kiến thành người nha. Đi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi. Ê, rồi đón vào bác ơi. Năm nay giúp được một anh trai ở Tây Nguyên. Anh làm nghề bán than. Nên là ông làm sao mà bị đốt than sao nó cháy. Chết hết gia đình luôn. Thì không biết Lâm có đủ duyên không? Nếu mà đủ duyên Lâm sẽ đi ra tận ngoài đó để giúp cho mẹ con nó, tìm mẹ con nó giúp nha. Còn không đủ duyên thì thôi nha, mà bà hát mình giúp được ảnh được rồi. Thì cũng rất là nhiều dòng chứ không phải là mình anh này nè. Rồi, video Lâm kết thúc tại đây. Hẹn bà bắt những video tập tiếp theo. Chào tạm biệt bác nha. Trời nắng quá bà ơi.